Xin kính chào bà con quay lại với kênh Thế giới Vật tư Nông nghiệp TR. Thì đây là kênh Vật tư Nông nghiệp đặt tại huyện Châu Thành A của tỉnh Hậu Giang phải không? Thì ở đây thì chúng tôi có đầy đủ các một cái giải pháp để quản lý những số dịch hại quan trọng trên vườn cây ăn trái chúng ta. Đặc biệt là những loại cây quan trọng như cây sầu riêng, cây cam sành. Và hôm nay sẽ chia sẻ với bà con mình một cái giải pháp cho cái hiện trạng mà bị sốc nhiệt cho lạnh phải không? Thì trong những ngày gần đây thì do cái điều kiện thời tiết thay đổi thì cái biên độ nhiệt ngày và đêm nó cao thì làm cho cái cây chúng ta nó bị sốc nhiệt. Thì thời tiết ban đêm nó lạnh quá, ban ngày nóng quá thì cái cây chúng ta nó sốc nhiệt, nó gây ra hiện tượng vàng lá hoặc rụng lá. Thậm chí nếu mà giai đoạn mà nó đang hoa thì cũng có thể là nó rụng trái hàng loạt đó con, rụng do cái cây chúng ta nó bị cái biên độ nhiệt độ nó thay đổi liên tục thì nó làm cho những cây chúng ta nó bị như thế. Thì để hỗ trợ cho cái giải pháp mà cái cây nó bị rụng lá hoặc vàng lá do cái sốc nhiệt sinh lý thì ở đây thì bên cửa hàng sẽ giới thiệu cho bà con mình cái giải pháp là cái Nutri Hạt Tiêu cộng với cái thằng Super Gas. Đây là cái giải bộ giải pháp mà nó mang lại cái hiệu quả khá là tích cực. Thì ở đây giới thiệu cho bà con mình cái Nutri Hạt Tiêu, đây là cái dòng dinh dưỡng nhập khẩu trực tiếp của thằng Tây Ban Nha, dinh dưỡng Tây Ban Nha giúp cho cái cây nó xanh nó khỏe. Với cái công nghệ của nước ngoài con thì nó làm cho cái chai này nó thành một cái dạng mà cái giống như cái nhựa sống cây trồng. Khi chúng ta đưa cái dinh dưỡng Nutri Hạt Tiêu này vào để giúp cái cây nó sẽ có hấp thu được cái dinh dưỡng để xanh lại nhanh hơn. Và nó điều tiết được cái dòng dinh dưỡng trong cái cây. Thì cái Nutri Hạt Tiêu ta phun vào giống như là mình bà con mình tưởng tượng giống như cái việc mà chúng ta truyền máu trực tiếp cho cây trong giai đoạn mà nó sốc nhiệt thì nó không có hấp thu được dinh dưỡng ha. Thì khi chúng ta đưa cái Nutri Hạt Tiêu này vào thì nó hỗ trợ cái dòng dinh dưỡng này để giúp cây nó xanh lại ha. Với cái thành phần là nó tới rất là nhiều thành phần hoạt chất này, nó tới 26 axit amin đồng bạn. Thì nó chứa 13 dưỡng chất nè, thiết yếu nè, thì giúp cây vượt qua điều kiện bất lợi như hạn mặn, phèn và cây bị chết, giúp cây phục hồi sau thu hoạch và các điều kiện khác. Thì với cây lúa thì chúng ta xài 30 đến 40 cc trong bình 25 lít thôi con. Còn cây ăn trái thì chúng ta xài một cái chai này cho 400 lít nước, trên rau màu vẫn xài được thôi con ha. Một cái chai Nutri Hạt Tiêu 500 ml thì chúng ta xài 400 lít nước, kết hợp với một cái gói Super Cát. Tại sao phải đưa cái Super Cát này vào tập trung? Tại vì cái Super Cát này mà con mình nhìn thấy, đây là một sản phẩm mà có chứa cái thành hoạt chất là cái Racinolide 14 Hydroxylase. Thì cái đây là cái chất mà điều hòa sinh trưởng, chuyên để chống sốc. Chuyên để chống sốc là trong những năm mà bị sốc nhiệt hoặc là sốc mặn gì đó sinh lý thì nó đưa những cái chất này vào, đưa cái Racinolide này vào giúp cho nó cân bằng cái hoạt môn trong cây thì nó hạn chế hiện tượng mà sốc nhiệt ha, giúp cho cái cây mình nó ra rễ, kết chồi, kết bông mà nuôi trái thì nó biến cái lá vàng thành lá xanh. Thì với giải pháp Nutri Hạt Tiêu và cái Super Cát thì chúng ta thấy là phun vào tầm chừng 3 ngày thì cây nó sẽ cân bằng được cái sinh lý và nó phát triển lại bình thường thôi con. Cái này thì chúng ta xài được rất trên nhiều loại cây phải không? Cây sầu riêng cũng được, cây cam sành cũng được, và trên rau màu các loại cũng được. Thì nó vừa chống sốc nhiệt chống lạnh, nó vừa cân bằng được cái nội tiết tố cho cây, thì giúp cho cây nó phục hồi nhanh hơn, cây nó sẽ xanh trở lại hoặc là chống những hiện tượng rụng trái non không? Nó sốc nhiệt nó vẫn gây rụng trái non và rụng lá. Thì nhiều vườn đã phản hồi rất là tích cực bộ giải pháp Super Cát và cái Nutri Hạt Tiêu này vào. Thì đâu đó chi phí khoảng 150.000 phi thôi con, 152.000 phi, 200 lít nước thì quản lý được cái hiện tượng sốc nhiệt cũng lá hàng loạt như thế này. Thì đây là một cái giải pháp mà tối ưu mình đã cho sử dụng nhiều vườn mang lại cái hiệu quả thành công. Thì chia sẻ với bà con mình, nếu bà con mình có nhu cầu thì liên hệ với số điện thoại là 0939 339 415 để được tư vấn trực tiếp từ cửa hàng. Xin kính chào bà con. Thì cảm ơn bà con đã xem qua cái video clip của mình. Thì nếu bà con mình thấy cần những thông tin về những cái thông tin sản phẩm cây trồng thì bà con mình cứ liên hệ và đăng ký kênh để những cái video sau thì sẽ gửi được cho bà con sớm nhất. Xin kính chào bà con.